Cách đây một thời gian ngắn, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao, bàn tán trước một câu chuyện trong một đoạn clip ghi lại cảnh của một người đàn ông đạp chiếc xe giác vàng bóng loáng giữa đường phố. Đáng nói thì mới đây, rất nhiều người còn đồn đoán ông chính là chủ nhân của căn biệt thự sang trọng nằm trên đường Gò Dưa, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thông tin này được đăng tải, dân tình đã không khỏi bất ngờ, nhiều người còn cố gắng tìm hiểu bằng được thân thế của người đàn ông. Theo như người đăng đoạn clip chia sẻ, chiếc xe đạp mà ông chú đang đi được làm từ vàng nguyên khối. Tuy không biết giá trị thực của chiếc xe ra sao, nhưng khi ai nhìn qua cũng phải ngỡ ngàng trước độ sang trọng của chiếc xe. Từ nan hoa cho đến gương xe, tất cả đều như được giác vàng bóng loáng. Thậm chí phía sau xe còn có cả một chiếc biển mang ý nghĩa riêng, lộc phát phát lộc. Không chỉ như vậy thì nhiều cư dân mạng còn lan truyền nhau về thân thế của người đàn ông đi xe đạp đặc biệt này. Cụ thể trong một tài khoản nói, nhìn ông ăn mặc đơn giản như vậy thôi, chứ thực ra là chủ của căn biệt thự siêu cấp hoành tráng tại Thủ Đức. Điều đáng nói, căn biệt thự mà nhiều người nhắc đến lại có vẻ ngoài rất khủng. Nhìn thôi cũng đã biết giá trị không hề nhỏ một chút nào. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ cư dân luận. Hầu hết mọi người đều tỏ ra ngỡ ngàng khi biết sự thật về ông chú. Nhiều bình luận còn bày tỏ, dù đã thấy độ chịu chơi từ chiếc xe đạp giác vàng, thế nhưng vẫn chẳng thể ngờ được ông chú lại là một đại gia khét tiếng có căn biệt thự xa hoa đến như vậy.